Ờ, kính thưa quý thầy cô các bạn đồng nghiệp, à, chúng tôi rất hân hạnh được à, mời báo cáo cái đề tài cập nhật chẩn đoán và điều trị tăng bạch cầu ái toan à, trong bệnh nhân à, à, SUBD thì à, đây là một trong những cái tế bào viêm cũng à, ngày càng được phát hiện là khá quan trọng trong cái quá trình à, sinh bệnh học của à, SUBD. đặc biệt cái tế bào này nó có nhạy cảm với à, corticoid Do đó mà chúng ta sẽ đi sâu vào cái cơ chế sinh mình học cũng như là vai trò của bạch cầu Ái toan cũng như là vấn đề điều trị cập nhật hiện nay. Thì phần nội dung trình bày bao gồm có thứ nhất là cập nhật chẩn đoán CBD. Thứ hai là sự tham gia của tế bào viêm trong CBD và bạch cầu Ái toan, thứ ba là điều trị CBD tăng bạch cầu Ái toan thì chúng ta biết là CBD là hiện nay là một trong những cái bệnh lý mà gây tử vong hàng đầu đứng hàng thứ ba trên toàn cầu với 384 triệu ở bệnh nhân CBD và gây tổn thất trên 100 tỷ đô la mỗi năm và hiện nay thử ước tính là có hơn một phần nữa bệnh nhân CBD chưa được chẩn đoán và phần lớn bệnh nhân tử vong là do những cái đợt cấp Uh, cbd cũng như là cái chi phí uh, được cấp cbd là một cái nặng uh, rất lớn đặc biệt là những cbd được cấp uh, điều trị nội trú thì uh, về mặt chẩn đoán thì uh, từ trước đến nay nó cũng không có thay đổi uh, về mặt uh, tiêu chuẩn chẩn đoán Thì chúng vàng chẩn đoán chúng ta sẽ dựa vào đo chức năng hô hấp để chúng ta xác định chẩn đoán với một cái fbv 1 trên fvc là dưới bảy trên những bệnh nhân mà chúng ta có những triệu chứng như là ho khạc đờm mãn tính kéo dài mà trước đây chúng ta chẩn đoán là viêm phế quan mạng à, khi mà chúng ta loại trừ hết tất cả những cái nguyên nhân gây ho khạc đờm kéo dài có thể bệnh nhân có khó thở khi gắng sức đôi khi thì cũng có khó thở từng cơn khi mà bệnh nhân vào được cấp à, và trên những người như vậy mà có tiếp xúc à, nguy cơ thuốc lá tối thiểu là 10 bếp chia À, có thể có nghề nghiệp à, à, nguy cơ à, về là, ô nhiễm không khí trong nhà cũng như là, là ô nhiễm à, môi trường thì đó là những cái, à, à, cái bệnh lý mà có thể nó gây ra à, cbd và chúng ta sẽ à, khám tầm soát và chẩn đoán à, đưa bệnh nhân à, đo hợp ký à, với fb một nrc dưới 70% thì chúng ta xác định đây là bệnh nhân bị à, cbd thì cái vai trò của đo chức năng hấp và theo gôn thì à, chúng ta thấy là nó rất quan trọng coi xem như là một tiêu chuẩn vàng cũng là một cái tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán phân biệt à, à, CBD với những bệnh gây ho kéo dài khác à, đặc biệt là những cái bệnh lý như là à, à, ho à, mãn tính à, bệnh à, phế quản giãn phế quản rồi bệnh mô kẻ à, thậm chí ung thư phổi vân vân à, có thể là một cái bệnh lý ho kéo dài thì chúng ta cần phải hỏi bệnh sử và 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 thăm khám chẩn đoán phân biệt và chẩn đoán xác định bằng chúng ta đo hóp ký thì cái ý nghĩa thứ hai là đánh giá mức độ tắc nghẽn nó giúp chúng ta tiên lượng bệnh nhân cái sự tiến triển của tắc nghẽn nó cũng giúp chúng ta tiên lượng bệnh nhân một người mà bị COPD đi À, à, à mức độ nặng thì chúng ta có một cái 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 tiên lượng khác. À, do đó chúng ta thấy là cái chuyện phân loại CBD gold 1 gold 2 gold 3 4 vẫn 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 à, à, có ý nghĩa tiên lượng mặc dù là à, cái mục đích điều trị à, dựa trên triệu chứng và đỡ cấp và chúng ta không dựa vào mức độ thắt nghẽn à, qua đó thì chúng ta cũng có thể theo dõi cái đáp ứng điều trị cũng như là chúng ta những cái biện pháp ca, can thiệp không dùng thuốc. À, à, thí dụ như là chúng ta có thể à, đặt à, van một chiều hoặc là à, cắt khí phế thủng à, chúng ta có thể đánh giá lại chất năng hấp xem cái tình trạng nó có cải thiện hay không cũng như là à, một số trường hợp thì chúng ta có thể sử dụng chất năng hấp để chúng ta xem cái sự tiến triển xấu nhanh của chất năng hấp trên những một số à, bệnh nhân à, cbd giúp chúng ta có thể tiên lượng à, bệnh nhân về đánh giá SUDD thì thay đổi, thay đổi từ năm 2011 cho tới bữa nay thì cái cái phân chia ABCD nó vẫn là một cái 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 phân chia mà nó hợp lý về mặt lâm sàng dựa trên triệu chứng và dựa trên nguy cơ của bệnh nhân cũng như là dựa trên những cái điều trị cụ thể À, theo từng cá thể của, của 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 bệnh nhân do đó mà cho tới nay thì à, cái phân loại ABCD à, cũng không có không có thay đổi từ năm 2011 cho tới nay. À, khi mà đánh giá bệnh nhân CBD à, 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 thì cái vấn đề xác định chức năng hô hấp mà là cái chẩn đoán xác định à, chúng ta sau đó thì bước thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá về cái mức độ tắc nghẽn thì uh, là 1 gold 2 gold 3 gold 4 vẫn vậy à, trên uh, bằng 80% uh, gold 2 là 50 đến 79%, gold 3 là 30 đến 49% và gold 4 là dưới 30%. Và uh, những bệnh nhân mà uh, uh, đánh giá về mức độ mức độ uh, được cấp thì uh, chúng ta có thể đánh giá dựa trên những cái cái uh, uh, nguy cơ cao và những nguy cơ thấp, thí dụ như là bệnh nhân không có hoặc là có một lần À, đợt cấp mà không có nhập viện thì chúng ta gọi là một cái à, nguy cơ à, thấp còn nếu mà bệnh nhân có một lần nhập viện hoặc là trên hai đợt cấp trở lên thì chúng ta gọi là bệnh nhân có nguy cơ cao và triệu chứng thì chúng ta sẽ dựa vào cái thang điểm MIC và điểm khác nếu mà từ 0 đến 1 thì chúng ta nói là bệnh nhân này ít triệu chứng hay là CAT dưới 10 còn nếu mà bệnh nhân từ các từ 10 trở lên hoặc MIC từ 2 thì là, là bệnh nhân có nhiều triệu chứng thì chúng ta phải phân nhóm làm A, B, C, D như vậy thì từ năm 2011 cho tới nay thì sự phân loại này nó cũng không có không có không có thay đổi tuy nhiên trong một số trường hợp trên lâm sàng thì khi mà chúng ta đánh giá bệnh nhân thì rất là 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 là, 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 là nghi ngờ là bệnh nhân bị CBD thí dụ bệnh nhân ho khan nằm kéo dài khó thở gắng sức thậm chí nhiều khi đo chứ, chụp CT thấy có khí với thủng à, của bệnh nhân nhưng mà đo chức năng hấp FPV1 đến FVC -E thì vẫn trên 70% những bệnh nhân này có có được gọi là CPD hay không thì đây là những bệnh nhân mà mà chúng tôi gọi là những bệnh nhân mà có nguy cơ sẽ tiến triển CPD à, hoặc là cái 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 cái, cái tiêu chuẩn à, nó chúng ta phải dựa trên những một số cái yếu tố khác ví dụ như là à, LLN ha lower limit of normal để xem nó có thấp hay không à, dựa trên F, F, F 2575 à, đánh giá để những cái cái đường thở nhỏ và đôi khi thì một số trường hợp chúng ta không có đo được chức năng hô hấp thì chúng ta có thể dựa trên những triệu chứng ho khạc đàm kéo dài có thể gắng sức những hình ảnh của của x-quang ct scan có thể giúp chúng ta có thể chẩn đoán trên lâm sàng dĩ nhiên là chúng ta cần phải gửi đi để đo chức năng hô hấp và theo một cái khoảng thời gian đánh giá trở lại để theo dõi sự tiến triển để chúng ta có thể khẳng định uh, bệnh nhân bởi vì cái cái vấn đề này nó cũng liên quan tới vấn đề bảo hiểm y tế thì do đó mà chúng ta cũng cần phải có một cái cái đồng thuận uh, trong cái vấn đề chẩn đoán uh, CPD trên những bệnh nhân mà có FEV1/FVC trên 70%. Thì cái này chúng ta sẽ có những cái uh, uh, cập nhật trong những cái uh, những cái uh, uh, guideline sắp tới của hội hô hấp Việt Nam. Thì uh, uh, À, chúng ta đều biết rằng à, à, sinh bệnh học của CBD à, liên quan tới à, những cái à, chế viêm à, à, sơ hóa phá hủy à, rất là phức tạp với nhiều cái loại à, tế bào viêm à, tham gia à, trong đó thì có à, đại thực bào là cái 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 tế bào à, chủ chốt nhất à, trong cái quá trình à, 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 tham gia à, khi mà bệnh nhân hút thuốc lá cũng như là bắt đầu là à, à, được quá quá để mà khử khoát quá trình viêm và lâu kéo các bạch cầu khác, đặc biệt là bạch cầu neutrophil và những cái cái tế bào đơn nhân khác đồng thời cũng có những cái sự tham gia của bạch cầu á toan thì chúng ta thấy rằng cái sự biệt hóa của tế bào từ những cái những cái tế bào stem cell và biệt hóa thành ra những cái nhóm monoplast rồi monocyte rồi tới vào mô lympho và ra những ngoại biên thì những cái tế bào đại thực bào nó sẽ được hoạt hóa ra nó sẽ thực bào những cái thể vùi của khối thuốc lá cũng như là được hoạt quá sản xuất ra các trung gian hóa học lô kéo các, 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 các tế bào khác và cái đại thực bào này có thể bị quá đi vào những cái mô khác nhưng là thí dụ như trong đại thực bào phế nang rồi là trong xương, trong gan, trong hệ thần kinh À, và một cái một cái tế bào nữa được cũng được biệt hóa thành những tế bào gọi là tế bào đuôi gai đó có vai trò quan trọng trong cái trình diện kháng nguyên và à, kết hợp với những cái tế bào khác để đưa kháng nguyên vào trong cái mô lympho để à, trình diện kháng nguyên nhận diện kháng nguyên và biệt hóa tế bào lympho thành ra những cái bào chuyên biệt đáp ứng trong quá trình viêm à, à, chúng ta thấy là trong cái quá trình viêm à, à, của của của, của À, bệnh nhân thì chúng ta thấy là à, cái khói thuốc lá nó nó kích à, gây tổn thương cái tế à, bào biểu mô của đường thở và à, à, kích thích sự à, à, lâu kéo của bạch cầu đại, đại thực bào và à, à, sản xuất ra chất trung gian hóa học lâu kéo cái neutrophil vào trong cái vùng viêm và neutrophil sẽ được hoạt hóa và sản xuất ra những cái chất trung gian hóa học à, đặc biệt là các protea gây ra những cái tình trạng viêm tăng tiết rồi gây ra tình trạng phá hủy của các phế nang và tế bào biểu mô phế quản bị tổn thương nó sẽ là sản xuất ra những chất anh và kích thích lôi kéo các bạch cầu ái toàn tùy theo cái cái bản chất của kích thích của cái cái, cái tế bào biểu mô mà bạch cầu ái toan nó sẽ gia tăng trên cái đường thở của bệnh nhân cũng như gia tăng trong đợt, đợt cấp tùy theo cái bản chất kích thích của vào cái cái ni mạc à. thì chúng ta thấy rằng cái những bệnh nhân mà uh, supe càng nặng thì chúng ta thấy là cái cái bạch cầu ái toan nó cũng gia tăng lên à, ngoài ngoài cái tế bào đa nhân trung tính ra ngoài đại thực bào ra à, thì những tế bào bạch cầu đa nhân ái toan nó cũng có vai trò trong cái quá trình viêm uh, À, có thể có dị ứng hoặc là không dị ứng liên quan tới 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 một cái cơ chế viêm rất phức tạp và phá quỷ sơ quá của à, bệnh nhân CBD. thì à, ở đây chúng ta thấy là cái vai trò của cái bạch cầu ái toan, à, à, ái kìm cũng như là mát cell à, à, thì chúng ta thấy nó những tế bào này li, liên quan tới một cái quá trình viêm mà đa phần là có thể do nguyên nhân do dị ứng hay là đặc biệt là trên những bệnh nhân hen. Thì ở đây chúng ta thấy chúng ta à, bạch cầu ải toan thì à, nó có khoảng chừng khoảng à, trên dưới khoảng hai phần trăm ở trong à, trong trong bạch cầu ở trong máu và nó à, 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 tế bào được à, được quy động vào trong à, trong à, tuần hoàn và đi đến những cái, cái cái cơ quan bị tổn thương thí dụ như phổi và cũng như là ở mô liên kết và cái đời sống của nó chừng khoảng từ vài ngày cho tới vài tuần và chất trung gian hóa học chủ yếu của nó là những cái enzyme năm và những cái những cái sản phẩm mà nó nó sản xuất ra thì bao gồm những cái những cái protein những cái catechol oxidase hydroxylase lipo lyso có những cái cái vai trò trong quá trình viêm cũng như là quá trình dị ứng trong cái đáp ứng của tăng cái bạch cầu ái toan. À. Thì những cái chất trung gian hóa học đó nó sẽ nó sẽ tham gia vào trong cái trong cái cái, cái quá trình viêm. Tùy theo cái bản chất của cái 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 chất gây viêm. Thí dụ như là cái, cái, liên quan tới cái quá trình mà ký sinh trùng. À. Thì những cái những cái protein mà nó nó, nó 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 những cái hạt ở trong cái bạch cầu ái toan nó sẽ là giúp tiêu diệt uh, những cái cái sinh trùng hay là những cái uh, tế bào của vật chủ mà nó bị nhiễm cái sinh trùng hay là những cái vi khuẩn uh, uh, hoặc là những cái đơn bào thì những cái uh, những cái chất trung gian hóa học uh, bao gồm những cái đặc C4D4E4 và những cái cytokine như interleukin 3, 5, uh, đến 8, 10 nó liên quan tới cái, cái vai trò uh, quá hướng động bạch cầu uh, trong cái quá trình viêm của của, của bệnh nhân thì đứng trước bệnh nhân SBD thì à, chúng ta khi mà chúng ta chẩn đoán SBD thì à, chúng ta cần phải à, phải biết được cái à, cái bạch cầu à, nơi, à, bạch cầu to nó có gia tăng hay không à, nếu mà nó gia tăng thì chúng ta cũng cần phải chẩn đoán phân biệt với một số cái nguyên nhân khác nữa chứ không phải là chúng ta thấy nó tăng là nó 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 nó, nó liên quan tới SBD mà mà nhiều gặp nhiều nhất là những cái bệnh nấm hay cái sinh trùng à, ở Việt Nam chúng ta rất là nhiều ngoài ra thì chúng ta thấy là những cái cái, cái phản ứng dị ứng nè À, do thuốc hay là không do thuốc Rồi những uh, bệnh lý của uh, thượng thận uh, Bệnh lý ngoài da uh, Những cái độc tố uh, Những bệnh tự miễn, bệnh nổ tiết Và những cái uh, cái u Có thể là u lành tính hay là u ác tính Đều có thể gia tăng cái bạch cầu bạch toan Do đó mà chúng ta thấy là bạch cầu bạch nó gia tăng lên Trong CBD Thì nó điều trị nó đáp ứng với tốt Còn còn nếu mà không phải CBD Thì chúng ta phải điều trị như là Một cái cái uh, cái CBD thông thường chứ không phải là vi tăng mật cầu bãi toan và à, rất là nhiều những cái bệnh lý thông thường mà chúng ta thấy là nó tăng mật cầu bãi toan ví dụ như hen hay là viêm da ung thư à, rồi nhiễm dung đũa việt nam cũng à, cũng khá phổ biến và thậm chí là ung thư máu viêm à, à, mũi dị ứng vân à, vân rất là nhiều chúng ta cần phải à, có một cái à, chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt à, nguyên nhân tăng mật cầu bãi toan trong đợt cấp của CBD thì chúng ta thấy là nó cũng được chứng minh như là Travacieta và cộng sự thì năm 1994 cũng cho chúng ta thấy là trong cái mẫu đàm trong mẫu đàm kích thích cũng như là trong 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 mẫu phế quản được 3FC thì chúng ta thấy có cái hiện diện ngoài neutrophil ra à, chúng ta thấy có bạch cầu Aiton ở trong cái đợt cấp của CBD và chúng ta thấy là so sánh giữa uh, bệnh nhân uh, CBD giai đoạn ổn định với bệnh nhân uh, đợt cấp À, thì chúng ta thấy bạch cầu ở toan tăng lên không phải là ta, trong mọi trường hợp nhưng mà những cái trường hợp mà tăng cái bạch cầu toan, ở toan trong cái đợt cấp thì bệnh nhân sẽ được chỉ định uh, rộng rãi với cái sự vấn đề sử dụng uh, sử dụng uh, cỏ tuyết vì gì nó nó đáp ứng khá là khá là tốt chúng ta chuyển sang vấn đề điều trị uh, suy vi tăng bạch cầu ở toan thì uh, vấn đề điều trị uh, cũng theo những cái uh, chương trình điều thông thông thường nhưng mà chúng ta quan tâm đến bạch cầu ở toan để chúng ta có thể can thiệp uh, chuyên biệt hơn về cái kiểu hình này thì à, à, cái mục tiêu của chúng ta điều trị là giảm triệu chứng và giảm nguy cơ thì chúng ta biết là giảm triệu chứng thì chúng ta có cải thiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân à, dùng thuốc để giảm triệu chứng và cải thiện dung nạp gắn sức ví dụ như chúng ta có thể tập đi bộ rồi à, à, thể dục thể thao à, tùy theo tình trạng sức khỏe cũng như là vấn đề à, dinh dưỡng à, cho bệnh nhân để chúng ta có thể giảm à, được cái, cái 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 triệu chứng À, giảm nguy cơ thì cái quan trọng nhất là chúng ta giảm tử vong. Muốn giảm tử vong thì phải điều trị suy trong giai đoạn ổn định và điều trị đợt cấp cho thật là tốt, à, ngăn ngừa sự tiến triển của bệnh, à, loại trừ những cái cái thuốc lá, à, chủng ngừa để mà chúng ta thấy là cái vấn đề tiến triển của bệnh liên quan tới những cái những cái yếu tố đợt cấp cũng như là à, thuốc lá nó sẽ làm cho chúng ta thấy là cái vấn đề bệnh tiến triển nó sẽ dừng lại à, và À, cái cái chính cái ngăn ngừa và điều trị đỡ cấp đó sẽ nó giúp chúng ta sẽ giúp giảm cái đi cái sự tiến triển của bệnh cũng như giảm đi tỷ lệ tử vong thì đứng trước một một bệnh nhân CBD thì chúng ta cần phải có một cái chiến lược đầy đủ cho cái vấn đề điều trị à, bệnh nhân CBD thì vấn đề chẩn đoán chúng ta đánh giá ban đầu thì trong đánh giá ban đầu này chúng ta tôi thấy vẫn còn thiếu là chúng ta phải cho làm cái cái công thức bạch cầu, à, trong đó thì có có bạch cầu à ái toan là chúng ta để xem xét để xem chúng ta có thể quyết định điều trị cho bệnh nhân, rồi à, chúng ta đánh giá ban đầu về ngưng hút thuốc, thuốc lá, chủng ngừa, à, rồi à, thay đổi lối sống, à, rồi xem xét lại những cái cái kỹ thuật khích của bệnh nhân, yếu tố như nguy cơ à, bệnh nhân có khó thở hay không chúng ta sẽ xem lại hết tất cả những cái yếu tố khác khi mà chúng ta tái khám bệnh nhân và chúng ta sẽ tư vấn tiếp cho bệnh nhân vì một lần chúng ta không không thể nào mà chúng ta tư vấn cho bệnh nhân cái thực hiện đầy đủ hết và chúng ta sẽ 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 có những kế hoạch hành động cũng như là chúng ta có những cái checklist để mà chúng ta khổ bỏ sót khi mà chúng ta review trở lại bệnh nhân khi chúng ta tái khám và chúng ta sẽ điều trị và thay đổi cái điều trị À, cho bệnh nhân thì đó là một cái cái quá trình động à, luôn luôn vào mỗi thời điểm mà chúng ta nhận bệnh nhân và chúng ta à, tái khám cho cho bệnh nhân về điều trị thì chúng ta thấy là vấn đề là điều trị cho bệnh nhân chúng ta chú trọng trên hai cái yếu tố là yếu tố à, khó thở và yếu tố trên đợt kịch phát thì nếu mà chúng ta thấy là bệnh nhân có nhiều đợt kịch phát thì chúng ta sẽ chú trọng đến cái chuyện mà chúng ta sử dụng iCS à, à, còn nếu mà chúng ta khó thở thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc giãn phế quản à cái ICS nó không cải thiện được nhiều cái tình trạng khó thở về lâu về dài nhưng mà ICS có thể nó làm giảm cái đi cái độ kịch phát. Cho đó đứng trước bệnh nhân mà có chúng ta sử dụng trong cái nhóm ABCD đó chúng ta có thể sử dụng một thuốc hai thuốc giảm phế quản, rồi chúng ta có thể là điều chỉnh, à, có thể chuyển sang chúng ta sử dụng ICS laba, à, nếu không có đáp ứng chúng ta sẽ chuyển ICS laba ma à, và đặc biệt là nếu mà bệnh nhân có những cái cái mạch cầu ái toan mà trên 100 trở lên, mà nó khi mà chúng ta đã điều trị tối ưu Lama rồi mà nó không đáp ứng thì chúng ta có thể uh, sử dụng bộ ba và tiếp đó chúng ta sẽ sử dụng roflumilast và atromisin. và đối với bệnh nhân khó thở thì uh, chúng ta sử dụng uh, uh, labalama uh, 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 đơn trị liệu uh, hoặc là nếu bệnh nhân cái thang điểm khó thở nó, nó tăng lên, ví dụ như mc nó trên uh, trên uh, trên uh, trên một thì chúng ta có thể là uh, phối hợp tùy theo đánh giá của 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 của, của bệnh nhân nó nhiều triệu chứng hay bệnh nhân than khó thở nhiều chúng ta có thể phối hợp laba lama à, và chúng ta thấy cần phải cân nhắc cái chuyện thay đổi dụng cụ hít và chúng ta có thể sử dụng iset laba à, nếu mà bệnh nhân ổn định hoặc là bệnh nhân không có cải thiện được tình trạng khó thở chúng ta sẽ chuyển sang laba lama à, hoặc là chúng ta sẽ chuyển lên bộ ba và sau đó chúng ta sẽ là sẽ À, xuống thang à, nếu mà chúng ta thấy không cần cái điều trị ICS nữa à. thì à, bạch cầu ái toan là một trong những cái cái dấu ấn sinh học cũng rất là quan trọng giúp chúng ta à, um, nhấn mạnh về cái chuyện điều trị à, ICS hay là không điều trị ICS thì nó cũng có giá trị để chúng ta sẽ đề cập sau thì à, đây là một cái cái kiểu hình mà cũng khá là là chuyên biệt hiện nay cũng được quan tâm nhiều à, và có thể là cho cái, cái vấn đề điều trị à, dựa theo số lượng mật cầu á toan và trong đợt cấp CBD cũng vậy cái chỉ số này thường thường là nó sẽ à, ổn định à, theo thời gian do đó mà cái à, trong cái đợt cấp CBD chúng ta cũng nên quan tâm đến cái sự gia tăng của mật cầu á toan. Thì à, nếu mà à, bệnh nhân mà chúng ta sau khi chúng ta điều trị đầy đủ thuốc giãn phế quản mà nó không có không có không có không có đáp ứng thì vấn đề à, 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 sử dụng cái cái, cái ICS À, chúng ta cân nhắc à, mạnh mẽ nếu mà bệnh nhân có nhập viện hoặc là hai đợt cấp trung bình trong một năm hoặc bạch cầu to trong máu trên 300 mà bệnh nhân chưa được sử dụng cò thuyết, thì chúng ta có thể sử dụng à, hoặc là bệnh nhân có một cái tiền sử hen hay là hen đồng thời hoặc là chúng ta chẳng đoán là ACO thì chúng ta có thể sử dụng à, chúng ta có thể cân nhắc sử dụng nếu mà bạch cầu ái toan từ 100 đến 300 và bệnh nhân có một đợt cấp trung bình mà sau mà khi chúng ta đã điều trị tối ưu la ba Lama, phối hợp rồi mà nó không có không có hiệu quả. Và chúng ta cũng không nên sử dụng à, cầu tuyết nếu mà chúng ta thấy là bệnh nhân này có nhiều cái đợt viêm phổi tới để lại hoặc là bạch cầu ái toan lúc nào nó cũng dưới 100 con hoặc là một cái tiền sử à, nhiễm lao, à, thì chúng ta cũng nên lưu ý. À, thì đây chúng ta thấy là cái vấn đề à, liên quan tới à, giữa bạch cầu ái toan và đợt kịch phát à, khi mà chúng ta sử dụng à, à, với à, à, thuốc giảm phế quản mà không có sử dụng thuốc à, cái à, À, cái uh, ICS chúng ta thấy cái đợt cực phát gia tăng còn nếu mà chúng ta có sử dụng ở đây là cái cái uh, sử dụng Budesona phòng Motoron thì chúng ta thấy là so với phòng Motoron thì cái cái, cái đợt cực phát nó giảm đi à, 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 và cái giảm này nó cũng uh, cũng 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 tỷ lệ thuận với cái sự gia tăng của bạch cầu Ito à, à, với cái bạch cầu ô từ 0.35 tới 0.63 thì cái giảm tới 51 tới 60 60% và cũng như vậy chúng ta thấy rằng cái à, à, bạch cầu ái to nó càng cao à, thì cái nguy cơ đợt dịch phát à, nó, càng, nó 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 càng nhiều mà khi mà chúng ta thấy là những cái bạch cầu ái to mà nó từ 300 trở lên thì chúng ta thấy là cái cái sự khác biệt nó rất rất rất, rất có ý nghĩa à, 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 thì à, à, khi mà chúng ta trong một nghiên cứu khác là nghiên cứu impact bắc À, cũng như là nghiên cứu ETHOS trước đây đó chúng ta thấy rằng cái cái vấn đề mà chúng ta khi mà chúng ta sử dụng à, à, bộ ba mà có có ICS à ở à, đây là cái à, à, phòng banteron crystalline à, 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 là viên thì chúng ta thấy là có cái à, giảm cái đi cái đợt cấp à, hàng năm à, rõ rệt so với khi mà chúng ta sử dụng à, à, la ba la và cũng vậy chúng ta thấy rằng cái cái cái, cái trong cái nghiên cứu đời thực về bộ ba so với thuốc giảm thuế quản bộ đôi thì chúng ta thấy rằng cái bộ ba mà có ICS thì nó nó sẽ hiệu quả trong những cái giảm đi những cái đợt kịch phát đợt kịch phát càng nhiều thì cái 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 thuận lợi của cò túi nó, nó càng, càng càng lớn khi chúng ta điều trị với cái số lượng mạch cầu từ hai trăm năm mươi con trở lên trong một nghiên cứu khác thì à, chúng ta thấy là một cái phân tích hậu kiểm về burocenai phòng Bateron, thì nghiên cứu sinh sai và nghiên cứu 003 trên 4525 tám bệnh nhân thì chúng ta thấy là cái vấn đề đáp ứng với burocenai ở bệnh nhân CBD à, thì à, chúng ta thấy thấy rõ ràng rằng cái khi mà chúng ta đưa cái burocenai vào cái cái công thức cái, cái, cái bộ đôi À, ICS là 3, thì chúng ta thấy rằng cái cái tỷ lệ mà được, được phát hàng năm nó giảm đi một cách rõ rệt và cái giảm này nó cũng à, bắt đầu nó giảm rõ là từ 2 à, 200 con trở lên là chúng ta thấy nó có nó bắt đầu nó đã đã, đã, đã có hướng nó giảm. À, từ đây cũng vậy chúng ta thấy rằng cái cái vấn đề giảm à, chúng ta đã đề cập tới đó à, cái à, cái tỷ lệ giảm nó sẽ là uh, liên quan chặt chẽ với cái số lượng mật cầu bãi toan ở trong máu Đó. về vấn đề ngưng ICS trong điều trị CBD thì uh, dĩ nhiên là cái vấn đề là uh, bổ sung hay là ngưng thuốc giảm phế quản cũng như là thuốc, thuốc ít là một cái uh, cái uh, cái uh, cái chiến lược điều trị uh, thông minh cũng như là uh, thường xuyên của chúng ta khi mà mỗi lần chúng ta đánh giá bệnh nhân thì uh, nếu mà bệnh nhân đã đang điều trị uh, uh, hiện tại với ics thì uh, uh, chúng ta uh, xem xem cái bài cầu ải to uh, xem coi là bệnh nhân này uh, 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 có tăng bệnh cầu ải to hay không chúng ta xem cái đợt cấp của bệnh nhân uh, cũng như triệu chứng thì uh, uh, chúng ta có thể uh, dựa vào đó chúng ta có thể uh, uh, sử dụng uh, vấn đề mà tiếp tục uh, uh, sử dụng uh, ics hay là chúng ta rút nếu mà ví dụ như bệnh nhân à, à, có cái bạch cầu ở toàn dưới à, dưới 300 a à, mà không có đợt cấp nào thường xuyên nữa thì chúng ta có thể xem xét chúng ta chuyển sang thuốc dẫn phế quản. Thì đây là một cách để chúng ta gọi là giảm cái nguy cơ, giảm cái cái hại của cái bạch cầu ngoại toàn. À, xin lỗi, bạch, giảm cái ACE trong cái điều trị lâu dài dĩ nhiên chúng ta phải cân nhắc cái chuyện lợi và cái chuyện mà hại của ai khi mà chúng ta sử dụng lâu dài nếu mà một cái 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 thuốc mà cần thiết chúng ta điều trị thì chúng ta nên tiếp tục sử dụng còn nếu mà chúng ta thấy nó không cần thiết nữa thì chúng ta nên mạnh mạnh dạng rút để chúng ta giảm cái cái hại đó cho cho bệnh nhân nhất là những trường hợp nhiễm trùng nhiễm lao trong điều kiện Việt Nam tóm lại thì À, về uh, CBD là một cái bệnh rất là phổ biến uh, rất là là, 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 là là ảnh hưởng đến cái uh, y tế cộng đồng và hiện nay là uh, cái bệnh lý mà đứng hàng thứ ba về tỷ lệ thương vong ở trên uh, trên thế giới uh, với một cái cơ chế uh, bệnh sinh rất là phức tạp do đó mà chúng ta chưa hiểu được nhiều về cái uh, cái uh, cái uh, cái, uh, cái viêm trong uh, bạch cầu toan do đó mà cái uh, 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 cũng như là các tế bào khác do đó mà chúng ta thấy vấn đề điều trị hiện nay thì à, chúng ta chưa có điều trị hết khỏi bệnh cũng như là chúng ta không có ngăn chặn được cái sự tiến triển ngày càng nặng dần của bệnh à, mặc dù là chúng ta điều trị tốt cái triệu à, chứng cũng như là à, đỡ cấp việc chẩn đoán và à, điều trị thì à, à, chưa hiệu quả à, chính vì vậy mà cái cái số lượng mà bệnh nhân à, À, tử vong vẫn còn vẫn còn nhiều đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta thấy là bệnh nhân nhóm nhóm D à, nhập viện vì một cái đợt cấp suy à, nặng tử vong à, trên 50 nếu bệnh nhân đặt nội khí quản và chúng ta thấy là cái vai trò của à, ngày càng nhiều của bạch cầu ải toan bên cạnh các bạch cầu đa nhân trung tính cũng như đại thực bào nó giữ một cây à, cây cái, cái cái vai trò trong cái cơ chế bệnh sinh cũng như là giữ một vai trò trong cái chiến lược điều trị của chúng ta đặc biệt là có vấn đề bổ sung cây à, cầu tube điều trị hiện nay thì chủ yếu là chúng ta giảm triệu chứng và giảm đợt cấp để cho cải thiện chất lượng cuộc sống giảm cải thiện cái gắn sức cũng như là giảm cái nguy cơ tử vong trong cái đợt cấp và bạch cầu đã ái toan là một trong những cái, cái 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 dấu ấn sinh học mà chúng ta cần phải xem xét và để chúng ta xem xét vấn đề điều trị của tuyết cho những bệnh nhân đặc biệt chúng ta đều biết rằng phần lớn bệnh nhân cbd thì nó nó không nhảy với cọt nhưng mà trong những bệnh nhân mà có tăng mật cầu ấy toan thật sự do cbd thì nó lại có đáp ứng với cọt thuế từ đó mà chúng ta cần thực hiện thường quy trong các bước chẩn đoán và điều trị bệnh nhân cbd à, hiện tại cũng như trong tương lai à, xin chân thành cảm ơn à, sự lắng nghe của các bạn đồng nghiệp